Như đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Danh Dũng đã chia sẻ, cuộc đời vẫn đẹp sao sẽ khép lại ở tập 45. Điều đó đồng nghĩa với 3 tập cuối của phim sẽ lên sóng trong tuần này. Ngoài sự háo hức, tò mò chờ đợi diễn biến tiếp theo của phim, những câu chuyện, hình ảnh, clip hậu trường phim cũng luôn được khán giả đặc biệt quan tâm. Trong đó, khâu hóa trang của cuộc đời vẫn đẹp sao có nhiều điểm đặc biệt so với những bộ phim khác, bởi các nhân vật đều là người lao động lam lũ, bốc vác, cửu vạn, sống ở khu xóm cho nghèo khổ. Ngoài khắc họa nét khắc khổ cho dàn nhân vật chính diện, tổ hóa trang cũng đặc biệt chú ý cho tạo hình thật ấn tượng cho nhân vật phản diện, cụ thể là nhân vật Bát do diễn viên Tuấn Anh đóng. Ngay từ khi xuất hiện, bộ răng vàng của Bát chưa bao giờ hết ám ảnh người xem. Nó thực sự hiệu quả trong việc tăng thêm độ đáng ghét, xấu xa từ ngoại hình tới tính cách của tên lưu manh này. Với cuộc đời vẫn đẹp sao, tổ hóa trang không chỉ tính toán, lên ý tưởng make up tỉ mỉ từng góc cạnh gương mặt, kẻ chân mày trên gương mặt nhân vật mà còn chú ý tạo hình tóc tai và tạo làn da đen, sẫm màu ở cánh tay, bàn tay để tạo sự hài hòa. Với nhân vật Bát, trước mỗi cảnh quay, Tuấn Anh còn phải có thêm công đoạn hóa trang răng. Chuyên gia hóa trang Thái Phạm chia sẻ một chi tiết khá thú vị và cũng là khó khăn đối với anh, rằng Bát dù phải hóa trang răng, nhưng thật tình cờ nhân vật này lại rất hay phải diễn cảnh ăn uống. Mời các bạn cùng khám phá hậu trường màn hóa trang răng cho Bát cũng như hóa trang cho một số nhân vật khác trong cuộc đời vẫn đẹp sao. Mời quý vị đón xem 3 tập cuối phim Cuộc đời vẫn đẹp sao phát sóng vào 21:40 thứ 2, 3, 4 tuần này trên kênh VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.